Ủa, chuyện bạn thân người yêu cũ ghiền em là em có tội với thế giới hả mọi người? Cũ là chấm hết rồi, giờ gặp em mập mờ mập rõ với thằng bạn thân nó, thì dở chứng inbox nó hối hận khi quen em là sao nữa? Em tên là Quỳnh, vừa chia tay anh Huy 2 tuần thôi, nhưng trước lắm drama vào người. Quen anh Huy gần nửa năm là em thấy không có cái nết nào hợp nổi nhau rồi. Ra đường bồ bị chửi đi bên, con chửi bồ là thấy không bền được rồi đó. Đét đầu đi ăn bánh tráng, tiền hai đứa để chung một bóp của ảnh, ảnh tinh tế lấy tiền em trả. Là thấy vui vẻ rất quậu nhưng âm vô cực. Anh Huy tồi cỡ như vậy em cho thành cũ là quá đúng rồi còn gì nữa. Chỉ là chia tay xong em vô tình lượn lờ, vô lưới tình của bạn thân anh Huy thôi. Trong lúc anh Huy dùng biện pháp im lặng 5 ngày với em, mồm giải thích là anh để em có thời gian để suy nghĩ lỗi sai của em, mắt em vô tình tía lia lên anh Quân. Vừa biết thấu hiểu còn 100% green flag thì nhỏ nào không đổ gục được. Vài lần cãi nhau Huy không chịu trả lời tin nhắn là em qua nói chuyện với Quân về chuyện này chuyện kia, là bạn thân 10 năm thì Quân hiểu thằng Huy nó tồi với em như nào. Quân nó rủ em đi coi phim để chữa lành, rủ 3-4 lần em mới đồng ý đi. Huy giận em một tuần là em bên cạnh Quân 7 ngày, Huy hết giận thì em theo lịch 3-5-7. Em nghĩ chuyện này bình thường, đằng sau quen một thằng tồi thì em bắt đầu tìm hiểu luôn. Đá đích một phát là có người vào đời chữa lành đỡ cực đi kiếm. Đầu tháng 8 em và Huy im lặng ngầm chia tay nhau rồi. Nhưng mà họp club đi chơi team 6 người có mặt Huy và Quân, nên không khí như cái quần què vậy đó. Đang chơi thật hay thách, một bạn trong team hỏi thẳng mặt Huy là món quà đắt nhất từng mua cho Quỳnh là bao nhiêu tiền và từng có ý định chia tay chưa, lý do là gì? Em suy nghĩ là thằng bộ sóc cũ mình mua được cái nhẫn bạc chắc cỡ 250, còn câu sau thì tùy EQ. Em sẵn sàng với tinh thần là Huy ngu vãi lò rồi, nhưng ai có dè nói thật thì sợ mất lòng. Nhưng mà trò chơi mà, tao tặng mỗi nhẫn bằng titan 80 mua sập be vì chẳng biết nó thích gì. Chia tay thì tao thấy nhiều lý do, nó hay giận dỗi còn không biết chủ động làm lành thì tao nhanh chán phải nghĩ chia tay thôi. Em sượng á mọi người, em chấm hỏi. Câu trả lời ba chấm này không biết là đang sỉ nhục em hay nói lên con người khốn nạn của nó nữa. Mọi người nhìn em mà em đơ cái mặt ra. Quân mới bảo là người có vấn đề để chia tay là mày, bản thân mình tệ đừng có đổ lỗi cho con gái người ta. Ý là bên ra mặt ấy, Huy bị phản ứng cứ trừng mắt nhìn Quân bảo Quân là không biết cái mô tê gì đừng có nói. Thân nhau 10 năm vì gái phản bạn thì anh em cái gì, nhìn đấu đá cũng vui. Nhưng mà bị bàn tán nhiều nên em trực tiếp bỏ về luôn, thoát khỏi vụ này cho yên cái thân. Em không ghiền làm trọng tâm. Về Huy nhắn một list kiểu tại sao Quân lại bên em, hai người có chuyện gì, em nói Huy hãm nên chia tay luôn, quá giới hạn chịu đựng của em rồi. Huy nói em có tật giật mình, hai người lén phén sau lưng ổng. Em bật cắm chát Huy không rảnh nghe mấy cái lời toxic vừa ngu. Vừa giải quyết thằng Huy thì anh Quân tới hỏi han, Quỳnh ơi, em có bị sao không? Thằng Huy tính nó vốn đã vậy rồi, em kệ đừng có quan tâm, để tâm đến chuyện khác là được rồi em ạ. Thật sự trong lòng không ổn thì nói cho anh nghe. Được đối xử nhẹ nhàng thì em thích, nhưng bây giờ qua lại mập mờ với best friend của người yêu cũ thì bị cấn cấn. Em phủ bơ tin nhắn ảnh cũng 3-4 ngày, ảnh liên tục nhắn kiểu không ổn thì anh ấy sẵn sàng ở bên em, sau đó ảnh im lặng. Ngày 20 vừa rồi là ảnh ship trước cổng nhà em một bó hoa to bự chảng với lá thư tấm chân tình của anh ấy. Em rất suy nghĩ mà chưa trả lời vì em cũng thích anh ấy. Xong tin tức lọt vô tai Huy, thằng khứa xồm xồm nhắn qua số điện thoại em bảo em không có liêm sỉ, em với Quân cắn sau lưng nó, chắc chắn em phải lén phén từ lúc yêu nhau rồi. Ai đã làm gì đâu, đã trả lời đâu mà xù lông lên nói em không ra cái nết gì. Trước mắt là em sẽ chửi tới nái thằng Huy, nhưng còn Quân sao mọi người? Em thích lắm á, nhưng mà vô tình cấn cái danh best friend NIC thì cũng vô tình anh ấy tỏ tình rồi. Em vô cái thế khó quá, ai cho em lời khuyên với ạ? À? Tiền tổ chức cưới của hai đứa hiện đang bị âm hơn 15 triệu là sao nhỉ? Nên xem lại, nếu bạn bè đưa riêng thì mang vào đây, bù với mẹ để chi trả. Nợ nần lúc cưới xong thì các con sống cũng chả vui vẻ gì đâu. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu quả không sai. Đúng là đời chẳng như mơ, cưới chẳng như là yêu. Tôi nào dám nghĩ cưới xong chỉ mới 5 ngày thôi. Vậy mà giờ tôi đã phải quyết định cùng chồng ra thuê nhà ở riêng. Tôi tên là Trang, năm nay 24 tuổi, còn anh chồng hơn tôi 3 tuổi. Vừa lấy chồng tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới đầy màu hồng với một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng mà tỉnh giấc được rồi, nhà nước không có đánh thuế giấc mơ, chứ thực tại thì đến là đau đầu. Trong ngày cưới, vợ chồng tôi được nhà trai và nhà gái trao cho ít vàng làm của hồi môn. Các bạn biết đó, trong ngày cưới trao vàng cũng như một hình thức khẳng định vị trí của con dâu con rể. Với cả ai mà chả muốn có chút của để phòng thân, lo toan cho cuộc sống sau này. Ai dè, ngay khi vừa dở rạp cưới xong, tôi mới thấy bộ mặt thật của mẹ chồng. Ngày hôm đó, sau khi dọn dẹp xong đống bát đĩa ngoài sân, tôi mệt lả người vào nhà, thì thấy mẹ chồng và em gái chồng đang ngồi ở bàn, hì hụi kiểm đếm phong bì cưới, mới vừa thấy tôi bước vào. Mẹ chồng đã liền quay sang bảo, tiền tổ chức cưới của hai đứa hiện đang bị âm hơn 15 triệu là sao?
nên xem lại, nếu bạn bè đưa riêng thì mang vào đây bù với mẹ để chi trả. Nợ nần lúc cưới xong, các con sống mà cũng chả vui vẻ gì đâu. Nghe câu nói của mẹ chồng mà tôi muốn đứng hình. Tiền mừng cưới vốn dĩ là quà của bạn bè, người thân để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Sao mẹ lại có thể yêu cầu chúng tôi đưa hết tiền riêng của mình để bù vào cái đám cưới kia? Nhưng thôi, tôi là dâu mới, chả muốn đôi co làm gì. Ai ngờ đâu đêm tân hôn, khi hai vợ chồng đang chuẩn bị hành xử, thì mẹ chồng lại xuất hiện. Bà đập cửa ầm ầm, làm tôi và chồng vội vội vàng vàng dừng lại quần áo chỉnh tề ra mở cửa. Bà ngồi lên giường nói, con đưa vàng mẹ cất cho. Kẻo chưa có tủ lại để mất, sao cái cảnh này nó xu vậy ta? Tôi ngớ người ra một lúc, nghĩ rằng mẹ chồng chỉ lo cho con cháu nên cũng đành phải gật đầu. Nhưng mà tôi cũng cẩn thận dặn bà. Vậy con xin phép mẹ, gửi mẹ cất giúp số vàng to, còn lại mấy cái nhẫn nhỏ tụi con tự cất được. Nào có gì cần dùng đến, mẹ cho con xin là được. Bà cầm vàng ra khỏi phòng. Tôi thì cũng hết hứng rồi nên hai vợ chồng đi ngủ luôn. Tưởng như chuyện vàng bạc đã xong xuôi. Ai ngờ hai ngày sau chồng tôi lại liên tục hỏi về số nhẫn vàng của hai vợ chồng. Anh bảo tôi phải đưa hết cho mẹ chồng cất giúp. Tôi giải thích là chỉ giữ lại chút nhỏ để phòng khi cần. Nhưng mà chồng tôi bắt đầu nổi nóng. Em phải đưa ra. Em thiếu niềm tin vào cái nhà này thế à? Tôi thiếu chứ. Tin thế quái nào được. Khác máu thì tanh lòng mà. Cả nhà chồng là một với nhau. Tôi đâu có dám chen vào. Tôi nhìn chồng mà không thể tin nổi. Chẳng lẽ chỉ vì mấy cái nhẫn nhỏ mà anh lại biến thành mama boy à? Cãi qua cãi lại một lúc. Cuối cùng tôi mới cấu quá mà nói. Vậy em sẽ đưa lại hết số vàng mà bên nhà chồng đã cho. Còn lại số vàng bên nhà ngoại em sẽ giữ lại, được chưa? Chả biết sao mẹ chồng thiên thế, nói đến vàng cái là thấy xuất hiện rồi. Ngay lập tức bà chạy sang gào lên, hóa ra nhà này vớ được loại con dâu ghê gớm như vậy. Đúng là nhà này có phúc quá. Về nhà chồng mà tính toán chi ly, thái độ thì lòi lõm. Con trai tôi cưới loại gì về thế này? Ôi trời ơi, nghe mà muốn quỳ xuống khóc thét cái chị ạ. Thế rồi chồng tôi, sau một hồi cũng nhận ra tình hình căng thẳng, bèn xoa dịu cả tôi và mẹ chồng. Sau vụ cãi vã đó, không khí trong nhà lúc nào cũng u ức. Mẹ chồng nhìn thấy tôi là hầm hầm, không thèm nói năng gì. Tôi chào hỏi bà cũng chẳng buồn đáp lại. Mỗi lần ngồi ăn cơm cùng nhau, bà cứ ngó lơ như thể tôi là không khí. Mà các bạn biết rồi đó, sống trong cái môi trường nặng nề thế, ai mà chịu nổi. Vậy là chỉ sau 5 ngày, tôi quyết định chuyển ra ngoài ở riêng. Chồng tôi lúc đầu còn phản đối, nhưng mà thấy tôi kiên quyết, anh cũng đồng ý. Hai đứa tôi thuê một căn phòng trọ bé nhỏ 20m², cách nhà chồng hơn một cây số. Vợ chồng đi làm vất vả một chút để trả tiền thuê nhà, nhưng thoải mái tự do, không phải chịu cái cảnh mặt nặng mày nhẹ suốt ngày. Đúng là thà vất vả bên ngoài, còn hơn bị mẹ chồng làm khổ mỗi ngày. Cây mỗi cái vụ vừa cưới xong, đã tẩu tán vàng thôi. Tôi bàn với chồng về việc sẽ về nhà đòi lại vàng cưới, thì anh lại bảo để mẹ cất ở nhà, mang ra ngoài trọ này không an toàn. Nghĩ cũng đúng. Nào cuộc sống hai vợ chồng yên ổn, tôi nhất định đòi lại số vàng đó. Theo dõi Pay đã lâu, được nghe nhiều về câu chuyện về bản thân thành chị dâu hoặc em dâu mà mê thật sự. Nhưng mà đến lượt mình thì lạ lắm. Mình có một con bạn thân tên Linh. Nó với mình thì chơi với nhau từ hồi cấp 2 đến giờ. Đúng là có những người, dù mình có muốn tốt cho họ đến đâu, họ vẫn cứ lao đầu vào chỗ hiểm. Hồi cấp 2 mình với Linh đã thân lắm rồi, suốt ngày dính lấy nhau như Sam. Lên đại học hai đứa may mắn lại học chung trường, chung cả ngành. Linh thì xinh xắn, khéo léo, lại thông minh nên bao nhiêu chàng mê đắm. Nhưng vì bạn bè, mình vẫn nhắm mắt giúp đỡ nó, đối phó với mấy anh chàng lằng nhằng, dù lòng mình có đôi chút ghen tị. Vậy mà đến cả anh trai mình cũng không thoát khỏi sự mê đắm Linh. Chẳng hiểu sao nó đến nhà mình chơi có vài lần mà hai người này lại nảy sinh tình cảm với nhau. Ban đầu mình cũng mừng vì anh trai mình hiền lành tốt bụng, không làm gì hại ai. Nhưng đúng là tình yêu khó nói trước được điều gì. Hai người yêu nhau chưa được bao lâu, Linh bất ngờ chia tay anh trai mình. Lý do hả? Nó kêu vì anh trai mình hay ghen, lại còn thiếu lý trí. Mình nghe mà ngứa tai quá trời. Thế yêu thì không được ghen à? Nhưng thôi, chuyện tình cảm của hai người, mình không có tiện can thiệp. Chia tay rồi mình vẫn coi Linh là bạn thân, đâu có bỏ đâu. Chưa đầy 3 tháng sau, Linh đã yêu ngay với một thằng khác. Cậu này tên là Nguyên, bằng tuổi, học phấn chẳng đến đâu. Ý là xưa học ngu có tiếng ở trường đấy, nhà cửa lại phức tạp, bố mẹ ly dị cả. Mình khuyên Linh không nên yêu một người như thế, nhưng mà nó không nghe. Linh lại bảo, anh Nguyên mang đến cho tao cảm giác an toàn, nhẹ nhàng, yêu đương vẫn nồng nhiệt và không ghen tuông như anh trai của mày. Ủa alo, nói thì nói khen thì khen, mắc gì lôi anh trai mình vào. Mình nói thật, nó còn chả xứng với anh trai của mình ấy. Mà thằng Nguyên này tốt đẹp gì, trông điệu bộ như một phốt bôi ấy. Và đấy chưa được nửa năm, Linh đã bị cấm sừng. Mà ai nói cho nó biết, chính là Tiểu Tam, cô bầu nhí của thằng Nguyên.
cô ta gửi cho Linh cả tá ảnh nóng bỏng, những đoạn chat đầy lời lẽ mùi mẫn, bảo Linh buông tha để họ được hạnh phúc trọn vẹn. Linh thì như chết đứng khóc lóc cả ngày, mình và anh trai mình lại phải lao vào an ủi. Anh trai mình còn thương Linh lắm thì phải, ngày nào cũng đến chở nó đi ăn, đi chơi để khuây khỏa, còn mình thì chỉ mong nó tỉnh ra. Nhưng nào ngờ sau khi chia tay thằng kia được một tuần, Linh đã quay lại với thằng đấy. Nghe đâu thằng kia quỳ xuống van xin tha thứ, thề sống thề điên sẽ không bao giờ tái phạm. Linh chả hỏi ý kiến mình mà tin ngay và lại lao vào vòng tay hắn. Mình thì tức tối, tức anh ách hỏi Linh, mày bị sao đấy? Thằng đấy lừa mày một lần rồi, mày còn quay lại làm gì? Đã có lần hai thì sẽ có lần thứ ba, rồi vô số lần, mày thích đầu mình nhú thế à? Linh khóc sướt mướt bảo, tao yêu anh ấy, tao tin là anh ấy thay đổi, mày không hiểu đâu. Ôi bạn ơi, đúng chất lò vi sống đây rồi, nhưng lò vi sống lại quay phải cơm thiêu, đúng là hết thuốc chữa. Tưởng mình nói nó nghe lọt tai lắm, ai có mà dè hành động tiếp sau đây của Linh khiến mình điêu đứng. Méo làm bạn bè gì hết, nó hất cốc nước vào người mình mắng. Nếu mày còn nói xấu người yêu tao với tao thì tao á với mày không còn là bạn nữa. Mày thừa nhận đi, mày chỉ đang ghen tị với tao thôi đúng không? Ơ kìa, mình bị sốc thiệt, không ngờ bạn thân bao nhiêu năm lại phủ phàng vì một gã đàn ông phản bội sở khanh như vậy. Không làm bạn thì không làm bạn, làm như bấu lắm ý. Mà ai ghen tị với nó đã hốt được một thằng tồi. Giận quá mình bỏ về. Từ đó mình và Linh không liên lạc gì với nhau nữa. Bạn bè toxic quá thì mình cũng chả muốn tiếp tục làm bạn. Thông tin về Linh và thằng Nguyên kia ra sao, mình cũng chả có nhu cầu muốn biết. Giờ mình chỉ quan tâm đến bản thân thôi. Cuối tuần rủ thằng anh trai đi xem phim, ai bảo hai anh em đều ế như nhau làm chi. Thì bất chợt mình chú ý đến một góc đang có mấy người xúm vô. Nhìn kỹ thấy Linh đang ở đó khóc, không ngừng níu kéo thằng Nguyên mà bị thằng đấy hất ra, rồi cả cái đứa con gái đi cạnh thằng Nguyên nữa. Con đấy vên mặt lên rồi đẩy Linh ngã ra đất. Mình tính quay người bước đi rồi, nhưng thằng anh mình đồ dạy gái này chạy đến đỡ Linh dậy rồi chửi hai đứa kia. Chúng mày làm gì đấy? Hai bắt nạt một à? Giờ chúng tao có ba này, chúng mày ngon nhào vô. Nguyên cùng con ngã trà xanh kia sao mà dám vô, lại thêm đang ở bên ngoài nữa nên chúng nó bỏ đi. Linh thì cứ khóc thúc thích. Mình kéo thằng anh mình đi thì Linh chặn lại nói lời xin lỗi, muốn quay lại chơi với mình. Nhưng mình xin phép chê tình bạn này à, nó tự mặc mình vì một thằng sở khanh, giờ bị thằng đấy đá mới quay qua bạn bạn bè bè chị em có cái nịt. Mình và anh trai chưa đi được mấy bước thì bị kéo lại. Thấy không lay động được mình thì cái Linh đổi mục tiêu sang thằng anh trai mình. Nó nắm lấy tay anh mình cầu xin, anh nói giúp em một câu đi, em biết lỗi thật rồi mà, giờ em thật sự rất hối hận, cả anh và bạn tha lỗi cho em được không? Đến cả hai người cũng ruồng bỏ em, thì em biết sống sao đây? Linh khóc rồi ôm lấy anh trai mình, trông tội nghiệp lắm. Nhưng chả có tác dụng với mình đâu, bị thằng sở khanh kia bỏ rơi rồi mới bắt đầu lỗi này lỗi nọ, thế lọ thế chai. Mình không có nhu cầu thân lại à. Khổ nỗi anh trai mình vẫn còn tình cảm với cái Linh. Nghe nhỏ nói thế thì sao động, cũng bảo mình tha thứ đi, bạn bè với nhau cả. Hai người họ ôm nhau, anh trai mình cứ một câu em nín đi anh thương, con bé kia lại một câu anh ơi em xin lỗi, lung tung beng cả lên. Thế rồi anh trai quay qua bảo, mày tự bắt xe về giúp anh, Linh nó đang buồn, để anh đưa nó về. Ơ, bị cái gì vậy? Thế là hai người họ tay trong tay đi về. Con Linh nó đang có ý đồ gì vậy? Nó tính quay lại với anh trai mình hả? Hay là nó chỉ coi anh trai mình như người thay thế cho thằng Nguyên kia thôi? Mình thật sự rất là rối bời. Mình đã làm đủ mọi cách từ học hành đến chơi bời, và mình phát hiện ra là Hưng rất thích chơi game luôn mọi người ạ. Thế là mình quyết tâm liền phải học chơi game thôi, kiểu gì cũng có thể tiến gần Hưng thêm một chút nữa. Quyết tâm. Mình chẳng rành rẽ gì mấy trò chơi điện tử này, nhưng tải về để có cớ rủ rê cậu ấy cùng chơi. Nhưng ôi thôi, chơi thử mới biết mình dở kinh khủng. Chơi kiểu này thì làm sao gây ấn tượng được với Hưng được, có khi thành cục tả ấy chứ. Thế là mình nghĩ đến phương án mượn tay anh trai quốc của mình. Anh trai mình chơi game siêu đỉnh, kiểu gì cũng làm Hưng phải bất ngờ cho mà coi. Mỗi lần Hưng rủ chơi game á là mình lôi anh trai vào, kết quả là trận nào cũng thắng. Mà Hưng thì ngày càng rủ mình chơi nhiều hơn, đến lớp còn khen, ôi tôi không nghĩ là cậu chơi game giỏi thế đâu đấy, nghe mát lòng mát dạ ghê gớm, mảng chơi game đã được công nhận, giờ chuyển sang thể thao thôi. Có một lần mình với Hưng rủ nhau đi chơi cầu lông, cơ hội để thể hiện chút tài năng thể thao trước mặt cậu ấy đã đến, ai ngờ đâu mình vụt cầu mạnh quá, thế là trật cổ tay luôn. Hưng tốt bụng đưa mình về nhà vì thấy mình đâu cũng không thể tự lái xe về nhà được. Hôm đó nhà chỉ có mình với anh trai thôi, bố mẹ mình thì đi công tác hết rồi. Anh trai mình thấy mình bị thương liền cuống quýt ra đón, còn Hưng thì cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn. Anh trai đưa mình vào phòng nghỉ ngơi, còn mình thì thiếp đi luôn vì quá mệt. Lúc mình tỉnh dậy đi xuống bếp thì thấy anh trai với Hưng đang đứng nấu ăn cùng nhau. Hai người họ vừa nấu vừa cười đùa, còn phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Nhìn cảnh đó mà mình thấy dễ thương lạ thường.
Mình còn nhớ rõ lúc đó nghĩ thầm, chẳng lẽ mình vừa mới phát hiện ra một khía cạnh đáng yêu của Hưng mà trước đây chưa bao giờ để ý tới. Từ hôm đó, Hưng cứ mỗi ngày đều qua nhà mình đón mình đi học, mà anh trai mình thì tiện tay làm luôn bữa sáng cho Hưng. Quỳnh ơi, mày cầm cả bánh cho thằng Hưng nha, nó chở mày đi học mỗi ngày phải biết báo đáp bạn chút. Anh làm sẵn rồi, chỉ việc đưa cho thằng bé thôi là được. Tuân lệnh anh trai, anh cứ thế này là giúp em nhanh có được Hưng hơn rồi đó. Em chấp nhận, mình thấy mình với Hưng càng ngày càng gần gũi với nhau hơn, có những bước tiến triển hơn. Cứ tưởng là Hưng quý mình nên mới như vậy, ai dè đâu, Hưng bắt đầu tỏ ra thân thiết với anh trai mình hơn cả mình. Mình kể cho Hưng nghe là anh trai mình học giỏi lắm, hay kèm mình học toán lý. Thế là Hưng liền xin học ké luôn. Anh trai cậu có thể dạy thêm cho tôi không? Tôi cũng đang học kém toán với lý mà chưa biết học thêm ở đâu. Cậu bảo với anh cậu giúp tôi đi, tôi hứa sẽ trả học phí đầy đủ. Học phí gì bạn ơi, vô liền, bạn là crush của tôi mà. Trường hợp đặc biệt không tính tiền, hôm nào Hưng sang học cùng là mình cũng chuẩn bị tươm tất, bàn ghế sạch sẽ, hoa quả đầy đủ. Còn anh trai mình thì nhìn rồi cười cười vì sự mê muội, có hiếu với trai của mình. Nhưng các cậu biết không, có một điều mình không ngờ tới, Hưng ở bên anh trai mình lại trở nên khác hẳn. Bạn ấy không chỉ chăm chỉ hơn mà còn có vẻ nũng nịu, nhõng nhẽo kiểu rất đáng yêu. Mình thậm chí còn bắt đầu cảm thấy Hưng khi ở bên cạnh anh trai mình có gì đó rất đặc biệt, mà mình thì cứ ngu ngơ nghĩ là hai người họ thân thiết vì mình thôi. Mình nhớ có lần mình đi đâu đó về muộn, thấy Hưng và anh trai đang ngồi chơi game với nhau, cười đùa rất vui vẻ. Mình đứng nhìn một lúc rồi mới vào phòng, nhưng cảm giác có cái gì đó không đúng lắm. Hưng ngày càng hỏi han về anh trai mình nhiều hơn, còn mình thì chẳng dám hỏi ngược lại. Đến một hôm Hưng nhắn tin, Quỳnh này, cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có chuyện muốn nói, cậu biến rồi đây. Không biết là tích cực hay tiêu cực, nhưng thôi, cứ đi rồi biết. Có khi lại là happy ending cho cuộc tình này. Mình hồi hộp chờ đợi, nhưng các cậu biết Hưng nói gì không? Hưng bảo là cậu ấy thích anh trai mình. Đúng rồi, cậu ấy bảo là thích anh trai mình, chứ không phải mình. Trời ơi, nghe như sét đánh ngang tai. Bảo sao khi ở với anh trai mình, Hưng nũng nịu nhẹ nhàng mà cười duyên thế lạ. Trời ơi là trời, mà ông anh trai mình đúng kiểu ga lăng tinh tế, chỉ dẫn Hưng nhiệt tình, cảm giác được che chở thế. Bảo sao Hưng chả mê, người khổ chỉ có mình thôi. Mình nghe xong người cứng đờ. Hưng tính nói thêm thì mình ngăn, stop, cậu đừng có nói gì nữa. Tôi cần thời gian để loát lại thông tin, tôi cần phải xem xét đã. Cậu đừng có nói thêm gì nữa. Suốt 3 ngày sau, mình chẳng nói thêm bất cứ điều gì cả. Mình cảm thấy như bị phản bội, mà không biết là giận ai nhiều hơn, Hưng hay là chính bản thân mình vì đã không nhận ra sớm hơn. Thế rồi mình ngồi lại suy nghĩ. Mình thích Hưng thật, nhưng mà rõ ràng là Hưng và anh trai mình có gì đó rất đặc biệt. Bình thường anh trai mình cũng không để ý ăn mặc lắm, nhưng để ý mới thấy, cứ hôm nào dậy kèm có Hưng là anh ấy ăn mặc chỉnh chu hẳn, còn tự tay xuống bếp làm bữa sáng, rồi bữa xế cho hai đứa. Chưa kể là còn lén lút chơi game trong phòng, không dám hô to vì sợ mình nghe được là đang chơi với Hưng. Gồm tất cả các biểu hiện mới rõ rành rành, hóa ra hai ông ấy thật sự là mảnh ghép của nhau thật. Chỉ có mình mê muội với nam chính ngôn tình thôi. Thôi, cuộc đời mà, phải có những cú twist nó mới hay được. Đôi khi tình yêu không phải lúc nào cũng diễn ra như trong tưởng tượng. Nhưng mà thấy Hưng và anh trai mình hạnh phúc bên nhau, lòng mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Biết đâu, ở đâu đó ngoài kia cũng sẽ có một người phù hợp với mình hơn Hưng, đẹp trai hơn Hưng thì sao? Tự tin lên rồi tình yêu sẽ đến thôi. Mà hai con người này cũng biết trêu tức thiệt. Mỗi lần đi cùng mình là lại dí vào nhau, cười cười nói, ghét ghê. Mình phải đọc boy love trên mạng, giờ đọc chứng kiến cận cảnh thế này, cũng thấy ghét. Mong ông trời thương cho mình một anh đẹp trai để trấn lại đôi này. Không có nên tức á.